trước khi đăng lên Facebook. Tính đến tháng 4 năm 2018, Facebook đã có khoảng 2,23 tỷ người dùng. Việt Nam là quốc gia có lượng người dùng Facebook lớn hàng đầu thế giới với con số lên tới 58 triệu. Tuy mang lại nhiều lợi ích, nhưng Facebook cũng tiềm ẩn nhiều điều gây nguy hiểm cho người dùng. Điển hình như vụ bê bối dò dỉ dữ liệu 55 triệu người dùng Facebook cuối năm 2018 vừa qua chính là hồi chuông cảnh báo cho những rủi ro tiềm ẩn về riêng tư trên mạng xã hội lớn nhất hành tinh này. Vậy nên, Người dùng cần tỉnh táo và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đăng những thông tin sau lên Facebook. Một hình ảnh của trẻ em. Hình ảnh đáng yêu của những đứa bé luôn khiến người xem cảm thấy vui vẻ, thích thú, việc khoe những khoảnh khắc đáng yêu của con mình cho mọi người cùng xem cũng không phải là một việc làm sai trái. Tuy nhiên, người dùng nên khéo léo trong việc chọn lựa và đăng tải những hình ảnh của con trẻ, tránh đăng những hình ảnh quá nhạy cảm của bé vì lúc này, bé còn quá nhỏ để đồng ý với việc hình ảnh của chúng được công khai trên internet. Ngoài ra, những hình ảnh này còn có thể không may rơi vào tay của những kẻ săn người và đứa trẻ sẽ gặp nguy hiểm. Hai trường học của con bạn Người dùng nên thận trọng trong việc chia sẻ thông tin về địa điểm học tập hoặc vui chơi của con mình. Những điều đơn giản này tưởng chừng như đơn giản nhưng lại có thể trở thành dữ liệu cho các đối tượng xấu có khả năng truy cập hoặc tiếp cận con bạn. Ba hình ảnh không đẹp Facebook tuy có thể nghĩ đơn giản là nơi để chia sẻ cuộc sống và kết nối với cộng đồng, nhưng với sự phổ biến của Facebook như hiện tại thì đây cũng là một dạng lý lịch cá nhân của người dùng. Thế nên nhiều nhà tuyển dụng sẽ tìm đến trang cá nhân của bạn để xác định liệu bạn có phải là một nhân viên tiềm năng mà họ mong muốn hay không. Thế nên, hãy suy nghĩ thật cẩn thận khi chia sẻ những hình ảnh chơi bời vui quá mức của bản thân, bởi một tài khoản chứa đầy ảnh say xỉn, tiệc tùng hoặc những cuộc chơi nguy hiểm có lẽ sẽ không phải là điều tốt cho hồ sơ hay công văn của bạn. 4. Những người không thực sự là bạn Không chỉ đơn thuần là mạng xã hội, sự phổ biến của Facebook cũng vô hình trung biến nơi này trở thành một cuộc thi về độ nổi tiếng. Không quan trọng số lượng bạn bè là bao nhiêu nhưng việc chấp nhận yêu cầu kết bạn ngẫu nhiên từ người lạ có thể dễ gây nên nhiều rủi ro, đặc biệt là nếu bạn đang chia sẻ nhiều thông tin cá nhân về bản thân, cuộc sống hoặc nơi ở. Nam tất cả thông tin về tín dụng, ngân hàng. Người dùng hiện nay đã dần cảnh giác và quan tâm hơn đến rủi ro rò rỉ thông tin cá nhân nhưng điều này cũng rất dễ bị lãng quên hoặc vô tình bỏ qua, đặc biệt là khi mua hàng thông qua Facebook hãy nhớ luôn xóa thông tin thẻ ngân hàng của bạn, nếu không chúng có thể được lưu trữ trực tuyến và bị đánh cắp từ tin tặc. 6. Số điện thoại Chúng ta đôi khi vẫn gặp những cuộc gọi hay tin nhắn ngoài ý muốn và tự hỏi, làm thế nào họ biết được số điện thoại của mình, có thể đó là từ một nguồn khác. Tuy nhiên khả năng họ khai thác được những gì bạn cung cấp trên tài khoản Facebook cũng không hề nhỏ, nếu không nói là rất dễ dàng. Do vậy, Hãy chỉ cung cấp số điện thoại cá nhân cho những người bạn quen biết thay vì công khai chúng trên mạng xã hội để tránh những cuộc gọi gây khó chịu hoặc những rủi ro tiềm ẩn khác. 7. Ngày sinh Mặc dù lời chúc mừng của những người từ thân quen đến xã giao có thể đem lại cho bạn chút niềm vui vào ngày sinh nhật nhưng việc đưa ra thông tin ngày sinh thực sự sẽ giúp kẻ trộm có khả năng nhận dạng dễ dàng và truy cập các thông tin chính về bạn. 8. Vị trí của bạn mặc dù đôi khi thật thú vị khi cho mọi người biết mình đang ở đâu hay làm gì nhưng đó cũng là cơ hội để kẻ xấu biết rằng ngôi nhà của bạn trống rỗng và dễ dàng đột nhập người dùng nên chuyển trạng thái của những lần check in mang tính riêng tư cao hơn thay vì để chúng ở chế độ công cộng như quỳnh nguyễn quang